chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ở ngay phía bên dưới góc tay phải để nhận được những tin tức hấp dẫn mỗi ngày nhé. Và ngay bây giờ hãy cùng đến với chương mục tin nóng hàng ngày. Đồng đội ghi bàn nhưng công phượng là cái tên sáng nhất đêm qua với khoảnh khắc hát quốc ca khiến người xem cười bò. 23 giờ đêm qua, tuyển Việt Nam chính thức bước vào trận đấu với Yemen trên hành trình giành tấm vé đi tiếp tại Asian Cup 2019. Dù có chiến thắng 2-0 trước đối thủ nhưng thầy trò huấn luyện viên Park vẫn phải chờ đợi kết quả các cuộc so tài khác nếu mong đi tiếp. Thầy Park nói về học trò, Hôm nay, toàn đội đá trận cuối cùng của vòng bảng, cả hai đội đều đã có những màn trình diễn tốt để kiếm chiến thắng lọt vào vòng trong. Tôi muốn dành những lời khen cho các cầu thủ. Họ đã chơi với sự tập trung cao độ. Tôi cực kỳ cảm kích vì toàn đội đã chơi rất tốt trong ngày hôm nay. Nếu như có thể ghi được thêm một bàn, chúng tôi sẽ chắc chắn vượt qua vòng bảng. Thế nên bây giờ phải chờ đợi những kết quả các bàn đấu khác. Vì thiên trưởng người Hoàng cũng tỏ ra tiếc nuối khi hiệu số các bàn thắng thua không được như mong đợi. Kết thúc trận đấu bên cạnh hai cái tên sáng khi giúp đội tuyển Việt Nam ghi bàn là Quang Hải và Quế Ngọc Hải, Công Phượng cũng là một trong những cái tên gây chú ý lớn. Bởi mỗi lần xuất hiện, chân sút mang áo số 10 thường có thần thái cũng như biểu cảm hài hước khiến người khác không thể không chú ý. Và sau đêm qua, hình ảnh được share nhiều nhất chính là khoảnh khắc anh chàng hát quốc ca. Gương mặt say sưa cùng biểu cảm không thể đáng yêu hơn, Công Phượng làm cho người xem bật cười. Ngay lập tức khoảnh khắc đó nhận được rất nhiều sự quan tâm. Bên cạnh bình luận bày tỏ sự thích thú, số khác lại chỉ ra là do góc quay không có tâm nên khuôn mặt của anh chàng mới trông như vậy. Thắng Yemen tuyển Việt Nam chưa chắc xuất vào vòng 18 Asian Cup Hoàn thành nhiệm vụ và có 3 điểm trước Yemen, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ ghi được hai bàn thắng, qua đó vẫn đợi kết quả của các trận đấu ở bảng E và F vào tối 17 tháng 1 quyết tâm đoạt vé vào vòng 1/8 ngay trong trận đấu gặp Yemen đã không thể thành hiện thực khi đội tuyển Việt Nam chỉ ghi được hai bàn thắng. Trên bảng xếp hạng, đội bóng đứng thứ 3 ở vòng bảng, nhà vô địch AFF Cup 2018 tạm thời đứng thứ 3 khi có 3 điểm cùng hiệu số âm 1, xếp sau Bahrain 4 điểm đã chắc chắn vào vòng 1/8 và Kyrgyzstan 3 điểm hiệu số 0. Palestine đã tụt xuống vị trí thứ 4 với 2 điểm có được. Thực tế này khiến đội tuyển Việt Nam phải chờ kết quả của hai trận đấu ở bảng EF là Liban Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Oman với Turkmenistan để so sánh điểm và hiệu số. Hiện tại, đội tuyển Oman và Liban đứng ở vị trí thứ ba bảng EF lần lượt có hiệu số bàn thắng bại là âm 2 và âm 4. Nếu có một trong hai trận đấu trên kết thúc với một tỷ số hòa, đội tuyển Việt Nam sẽ đoạt vé vào vòng 1-8. Trước đó, hai trận đấu cuối cùng bảng C Asian Cup 2019 đã kết thúc với chiến thắng dành cho đội tuyển Hàn Quốc và Kyrgyzstan. Đáng chú ý, Kyrgyzstan giành chiến thắng trước Philippines tỷ số 3-1 bằng hat-trick của Vitaly Lux. Qua đó, vươn lên giành vị trí thứ hai trong nhóm các đội đứng thứ ba với 3 điểm và hiệu số là 0. Trên bảng xếp hạng này, đội tuyển Bahrain đã chắc chắn có vé với vòng knock-out. Kyrgyzstan 3 điểm hiệu số 0 cũng đã giành quyền đi tiếp khi xếp trên đội tuyển Việt Nam 3 điểm hiệu số 1 và Palestine là hai điểm. Ngoài ra, nếu các chỉ số như điểm hiệu số bằng thắng bại và tổng số bàn thắng đều bằng nhau, các đội xếp thứ ba sẽ phải phân định thứ tự nhờ chỉ số fair play. Hiện tại, chỉ số fair play của năm đội tuyển như sau, Kyrgyzstan đã phải nhận 5 thẻ vàng, Oman 3 thẻ, Việt Nam 5 thẻ và Liban 5 thẻ. Nếu đi tiếp, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán ở vòng 1-8 với đội tuyển Jordan. Nhận định sau trận đấu Việt Nam với Yemen, huấn luyện viên Park Hang-seo tiết lộ bí mật về Quang Hải. Nhờ các pha lập công của Quang Hải và Quế Ngọc Hải, tuyển Việt Nam đã đánh bại Yemen để nuôi hy vọng. Thay cho huấn luyện viên Park Hang-seo cần chờ kết quả ở lượt trận cuối bảng EF mới biết có thể vào vòng 1/8 tiếp theo hay là không. Chia sẻ về bàn thắng của Quang Hải, huấn luyện viên Park Hang-seo tỏ ra rất hào hứng. Ở giải này cậu ấy chưa ghi được bàn nào, Quang Hải đã có một vài cơ hội nhưng không thể dứt điểm tốt hôm qua cậu ấy bảo tôi rằng đang cảm thấy rất tự tin rằng sẽ sớm ghi và đã làm được tôi rất tự hào về điều đó phát biểu về màn trình diễn của các học trò trong trận đấu vừa kết thúc huấn luyện viên park hang seo cho biết các cầu thủ của tôi đã chơi rất tốt với sự tập trung cao tôi cảm kích về điều đó chúng tôi sẽ ăn mừng chiến thắng này tuy nhiên toàn đội vẫn sẽ phải chờ kết quả từ các bạn khác để biết mình có được đi tiếp hay là không vì huấn luyện viên người hàn quốc cũng thừa nhận đây là một trận đấu khó khăn với đội tuyển việt nam ông park tiết lộ đã phải yêu cầu các học trò chơi bình tĩnh khi có được hai bàn dẫn trước bởi khi đó việc đảm bảo chiến thắng là điều phải được ưu tiên khi được phóng viên hỏi về việc nếu đội tuyển việt nam không thể đi tiếp tại asian cup thì ông sẽ nói gì với người dân việt nam huấn luyện viên park hang seo tỏ ra khá bình thẳng tất nhiên tôi rất mong đội tuyển việt nam vào vòng trong làm nên điều kỳ diệu nhưng tôi muốn nói rằng tham dự Asian Cup là cơ hội tốt để phát triển bóng đá Việt Nam. Đây là một thế hệ trẻ đầy tài năng và chúng ta cần làm từng bước để giúp cho họ tiến bộ. Trong khi đó, tiền vệ Quang Hải chia sẻ ngắn gọn: "Trận đấu này tôi muốn cảm ơn tất cả đồng đội vì đã có một trận tốt, giành được chiến thắng. Dù còn một tia hy vọng, toàn đội vẫn sẽ tiếp tục hy vọng vào việc giành quyền đi tiếp." Tối 17 tháng 1, lượt trận cuối cùng hai bạn E và F sẽ diễn ra. Đó là lúc mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cũng như người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ theo dõi sát sao để hy vọng vào một tấm vé đi tiếp dành cho đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019 lần này. Quang Hải nói gì về siêu phẩm vào lưới Yemen? Quý vị thân mến, ở loạt trận hạ màn bảng D Asian Cup 2019 đêm qua, đội tuyển Việt Nam đánh bại Yemen với tỷ số 2-0 nhờ các bàn thắng của Nguyễn Quang Hải và Quế Ngọc Hải. Trong đó, bàn thắng mở tỷ số là một siêu phẩm đá phạt của Quang Hải. Đó là tình huống ở phút 38 khi Công Vượng bị phạm lỗi trước vòng 16m50. Ở cửa ly đá phạt gần 25m, chết về góc phải, Quang Hải cứ lòng, bóng đi không chạm nhưng hiểm và không cho thủ môn Anhash bất kỳ cơ hội cảm phá nào. Thắng chung cuộc 2-0, tuyển Việt Nam đứng thứ 3 ở bảng D với 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại là âm 1, chưa chắc xuất vào vòng 1-8 Asian Cup 2019. Thay trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải chờ đợi kết quả ở các bảng E và F để biết mình có tên trong chuyến tàu vào vòng sau hay không. Sau trận đấu, Quang Hải cho biết, tôi nghĩ bàn thắng đó đã giúp giải tỏa áp lực cho cả đội. Tôi muốn cảm ơn các đồng đội vì đã chiến đấu để tôi có được cơ hội như thế toàn đội đã thi đấu đầy nỗ lực để giành chiến thắng trong trận đấu hôm nay. Dù sao, điều quan trọng nhất là tuyển Việt Nam đã có 3 điểm, chúng ta chưa cần biết đến các kết quả khác. Bên cạnh đó, Quang Hải khẳng định anh và các đồng đội sẽ sắp xếp thời gian theo dõi các trận đấu bảng E và F để chờ đợi tấm vé vào vòng 1-8. Tiền đạo 21 tuổi nói rằng, tất nhiên tôi và mọi người đều muốn xem, còn một tia hy vọng chúng tôi cũng chờ đợi. Các trận đấu ảnh hưởng đến cơ hội của tuyển Việt Nam là Oman gặp Turkmenistan ở bảng F và Liban gặp Triều Tiên ở bảng E đều diễn ra vào tối hôm nay ngày 17 tháng 1. Tuyển Việt Nam thay công phượng nếu muốn đi tiếp Sử dụng công phượng như một tiền đạo chủ lực cho tuyển Việt Nam dường như không phải quyết định hợp lý của Park Hang-seo tại Asian Cup 2019. Sau khi không triệu tập cựu binh Anh Đức cho Asian Cup 2019, trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn còn khá nhiều chân súc, nhưng thực tế chỉ có hai cái tên là Đức Chinh Tiến Linh phù hợp với vị trí đá cao nhất trên hàng công của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hàn Quốc đã không sử dụng Tiến Linh với Đức Chinh ở vị trí trung phong điển hình giống như đã nghĩ trước đó. Cả hai tiền đạo thực thụ này chỉ đá hơn 25 phút với Đức Chinh và 6 phút với Tiến Linh trong các trận đầu tiên của tuyển Việt Nam tại Asian Cup. Và ở cả hai trận đấu ấy, bộ đôi trung phong trẻ nhiều tiềm năng của huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ vào sân từ ghế dự bị và cùng thay cho công phượng mà thôi khiến nhiều người khá bất ngờ tuy nhiên rõ ràng huấn luyện viên park hang seo cũng có lý do khi sử dụng công phượng văn đức quang hải như bộ ba tấn công quan trọng của đội nhà bởi đây là những cầu thủ quen chơi cùng nhau từ nhiều giải đấu quan trọng trong năm qua không những thế việc gặp iraq lẫn iran có thể hình vượt trội theo cách tính của ông park cả đức chinh tiến linh khó có cơ hội tranh chấp tay đôi với đối phương trong điều kiện khả năng kỹ thuật không công bằng trong điều kiện khả năng kỹ thuật không bằng công phượng nhưng cần phải thay đổi thôi rất công bằng mà nói công phượng chơi không đến nỗi quá tồi trong hai trận đầu được chiến lược gia người hàn quốc sắp xếp đá chính thậm chí đến lúc này người ghi bàn thắng duy nhất cho tuyển việt nam tại asian cup không ai khác là công phượng thậm chí bàn thắng còn lại cũng có công khá lớn từ tiền đạo người xứ nghệ với việc lao vào tranh chấp đã tác động không nhỏ đến bàn phản lưới của iraq trong trận ra quân nhưng nói gì thì nói công phượng vẫn không thể phù hợp với việc đá cao nhất trên hàng công của đội tuyển việt nam Rõ ràng là như thế bởi nhiều người vẫn biết khả năng cao nhất của công phượng vẫn là những tình huống đi bóng và dứt điểm kỹ thuật tốt hơn so với phương án làm tường, hay cần sự mạnh mẽ quyết đoán ở những cú sút bản năng của một tiền đạo thực thụ. Đây là lý do vì sao anh Đức không phải tiền đạo có nhiều bàn thắng tại Village mùa rồi, nhưng vẫn là phương án đặc biệt quan trọng trên hàng công của đội tuyển. Rồi u ba ở AFF Cup Asia là như thế. Vì đơn giản chân sút kỳ cựu này sở hữu bản năng sát thủ của một tiền đạo, tức chỉ cần cơ hội dù nhỏ vẫn có thể ghi bàn. Điều này công phượng không thể có, nên việc tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai đã bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất trong trận đấu với Iran dù ở tư thế đối mặt, hoặc không thể tự mình ghi bàn trong tình huống mà Iraq phản lưới dù có lợi thế hơn nhiều so với hậu vệ đội bóng Tây Á cũng khá bình thường. Đã với Yemen, về cơ bản công phượng vẫn hữu dụng với những pha đi bóng kỹ thuật của mình, nhưng nếu để chắc chắn có thể ghi nhiều bàn thắng để tìm vé vào vòng 1-8 thì e rằng huấn luyện viên Park Hang-seo phải cần nhìn lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.